Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị khách hàng, bà con, cô bác đã quay trở lại kênh cô bán của em trong ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay thì em lại tiếp tục về cho bà con, cô bác xem một chiếc xe Kia Morning số tự động được sản xuất năm 2009 ạ. Chiếc xe này được nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện tại Hàn. Và đặc biệt là với dòng xe Kia Morning 2009 thì nó đã được lên số tự động zigzag mọi người nhé. Và được trang bị điều hòa auto này. Đấy, một chiếc xe nhập tự động nhỏ nhắn xinh xắn, thích hợp với chị em phụ nữ hoặc là kể cả cô dì chú bác ai mà lớn tuổi đấy ạ. Chúng ta muốn mua một chiếc xe với tầm tiền hơn trăm mà chúng ta mua về để tập lái thì một chiếc xe Morning này nó cũng khá là hợp lý đây. Thì giờ em sẽ quay chi tiết từ bên trong bên ngoài, nội thất này, gầm bệ này, máy móc này của chiếc xe Kia Morning 2009 này để cho quý vị khách hàng, bà con cô bác chúng ta tham khảo nhé. Thì bây giờ em sẽ nổ máy và em sẽ quay cái phần máy của chiếc xe Morning này trước để quý vị khách hàng và con của bác chúng ta xem nhé. Con này là 209 đấy, nó được trang bị máy eco rồi mọi người. Máy eco này là cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu mọi người nhé. Biểu tượng túi khí an toàn đây đấy, điều hòa auto đây mọi người và số tự động zigzag đây mọi người nhé. Nói thật thì ghế da của nó màu đen đây, trần của nó vẫn là trần nỉ và được trang bị chắn nắng hai bên đầy đủ đây. Đấy, gương chiếu hậu đây mọi người nhá. Đèn trần cũng còn hoạt động rất là ok đây. Đặc biệt con này thì 2009 đã được lên na đăng bông hoa mai rồi, thì chút nữa em sẽ ra ngoài và em quay cho mọi người xem cái phần na đăng của nó á. Đây biểu tượng của máy eco trên mặt đồng hồ đây mọi người nhá. Táp lô này. Đấy, cũng như táp ly đây. Rất đẹp mọi người. Hệ thống bấm kính lên xuống còn biểu tượng của nó còn rất là rõ ràng, không bị mòn mọi người nhé. Thì với chiếc xe Kia Morning này, bà con cô bác như là quý vị khách hàng chúng ta đang có nhu cầu thì hãy liên hệ với em qua hai số hotline 0906034285 và một số hotline nữa là 0397265286. Đó là hai số hotline của em mọi người nhé. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết. Đấy, em sẽ quay cái phần động cơ của nó trước mọi người nhé. Đây. Dạ vâng ạ, đây là phần khoang động cơ của chiếc xe Kia Morning này. Vì con này là nhập khẩu, nó sẽ được trang bị 4 máy mọi người nhé. Đây ạ, 4 máy này. Máy thì rất là khô ráo, sạch sẽ. Đời này thì mọi người yên tâm là về phần máy sẽ không có hơi thừa mọi người nhé. Chúng ta mua về yên tâm sử dụng, khô ráo đây. Đấy. Đây bà con mình có thể xem những cái phần chỉ chìa capo của nó này. Đây ạ. Đấy, biểu tượng của dòng xe nhập đây ạ. Đấy là về phần khoang động cơ. Thì bây giờ em sẽ quay bên ngoài của nó đây. Chiếc xe này mang biển kiểm soát Quảng Ninh 14A50619 mọi người nhé. Xe được mang trên mình lớp sơn màu đỏ. Đây ạ. Được trang bị na đăng bông hoa mai rồi. Đăng kiểm tháng 6 2024. Và tích hợp xi nhan trên gương mọi người nhé. Với dòng xe này, động cơ máy 1.0 nên mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe thì nó cũng rất là ít thôi. Chỉ tầm khoảng là 5 lít. Còn nếu mà chúng ta đi vào phố đấy ạ. Đấy. Thì tự động hai số sàn đương nhiên là mức tiêu hao nhiên liệu nó sẽ phải nhiều hơn một chút khi chúng ta chạy đường trường. Đấy. Về đằng sau của chiếc xe đây có trang bị cảm biến lùi này, cam lùi đầy đủ mọi người nhá. Biểu tượng này Kia Morning bản SLX 2009 xe nhập. Và đây phần cốp của nó đây. Cốp thì con này là bản hatchback cho nên nó cũng rất là nhỏ đấy ạ. Đây lốp xe cua này. Đây. Đấy. Trần nỉ mọi người nhá. Trần nỉ sạch sẽ. Đinh bấm hệ thống thoát nước phía đằng sau của chiếc xe đấy ạ. Và đây, cốp của nó này. Đây em quay phần gầm luôn để cho mọi người chúng ta nhìn nhá. Về phần gầm của chiếc xe thì không hề có hiện tượng han và mục mọt vì dòng này dòng xe nhập. Dù sao thì tôn vỏ của nó cũng sẽ dày hơn. Đấy, và xe thì chạy cũng rất là đầm hơn mọi người nhé. Đấy, rất là đầm hơn. Tay nắm mở cửa đã được ốp inox đầy đủ rồi. Một chiếc xe gia đình sử dụng nó sẽ khác với những dòng xe dịch vụ. Đấy, những cái phần táp ly của nó đẹp.
Dòng này thì trước đây là với cái đời Molin, đời dòng tự động này đấy ạ, thì không có con nào, ít lắm đấy thì nó mới có con dịch vụ thôi, chứ còn đa số là những dòng xe gia đình mọi người nhé. Đấy, mọi người nhìn qua những phần táp ly của nó này, hệ thống bấm kính lên xuống đây. Vâng, với chiếc xe Kia Molin 2009 số tự động này, cửa hàng em đang bán với cái giá là 178 triệu đồng thôi, là bao gồm phí hồ sơ này, hỗ trợ vận chuyển này. Đương nhiên là giá bán thì không phải là em quảng cáo nói 10 bán 10 được, em vẫn còn bớt và còn thương lượng. Bà con cô bác mình cảm thấy cái giá là ok thì cứ liên hệ với em bà con nhé. Đây ạ, nội thất này, ghế da cũng rất là sáng sủa bà con, tự động dích sắc từ khi an toàn đầy đủ bà con nhé. Đây những phần táp ly của nó này, về phần kính được dán thêm một lớp chắn nắng rồi đấy ạ. Keo chỉ của nó này. Đấy. Đây em quay kỹ cái phần keo chỉ đây. Đấy, keo chỉ con này còn zin hết bà con nhé. Vâng, một chiếc xe Kia Morning tự động 2009. Đấy, form mới rồi. Tầm tiền là 178 triệu. Bà con có bác mình đang có nhu cầu thì liên hệ với em qua hai số hotline 0397265286 và một số hotline là 0906034285 bà con nhé. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại bà con cô bác ở những video tiếp theo ạ.